ai mà ở miền Tây á, chắc chắn là sẽ biết món này. Đây là cái phần nước cốt dừa nó đã đặt lại rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đan với lại vô bánh nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Tuyền Ăn Ngon nha. Hôm nay thì hai chị em đi hái lá thu về để làm bánh nắng ăn nha mọi người. Bây giờ thì hai chị em đang bơi xuồng đi hái lá thu địch á. Ở quê mình thì rất là nhiều luôn nha mọi người. Lại chỗ đằng kia cũng gần lắm, bơi xuồng tí xíu là tới. Ủa đây chùm trái giác dữ lắm, nhiều luôn. Có cá ngon. Làm bánh nắng chị. Trời, giờ hộp sao hộp đó. Lột, lột chứ sao. Lẹ về làm luôn hả? Dễ gì. Nhiều lắm ở đằng này nè. Ở đây có cả một trái mít non nữa nè. Ừ, không có trái nhiều ha. Trái nhỏ, nắng lúc nào rồi. À, kiếm mít, lá mít bự hả? Mít tơ đâu ra trời. Bơi giọt dữ vậy. Văng sông nước mà không lấy bơi trời. Thôi mấy con gà mà trắng trắng nhóc hết trơn nha trời. Chỉ nuôi gà bự bự không à. Bây giờ rồi tới. Bây giờ mình cột xuồng lại nha mọi người. Dạ. Ơi cột lên cái chuối này là được. Không cột chứ sao lên. Nó giãn ra đó. Từ từ nha. Đây. Ở đây cũng có nữa nè. Ừ, đây nhiều nhiều nè. Một khu trển nhiều hơn. Mình cuộn lá không hay là sao? Lá lá thú địch nè. Thúi muốn chết luôn. Thúi muốn chết luôn. Cái lá này nó già lắm nè. Cuộn cuộn xuống không? Đây nè mọi người, đây là cái lá. Rắn cơ. Ai ở đâu? Đâu? Nó lục xanh đó. Ừ, gắn lục xanh kìa. Trời. Sao thấy ai vậy? Nhỏ xíu mà đấy. Tính cái lá nó quơ quơ, ai ngồi nó. Đây là mọi người con gắn. Thôi đi. Ê. Vậy? Con gắn, gắn lục xanh. Nó đang bỏ dài mà nhỏ xíu à. Nhỏ mà dài dữ ta. Cúp 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 mình tới nè. Nó dẹp lép hà. Thôi đi chỗ khác đi. Làm hết hồn. Dạ dạ dạ. Đi xích xích lần này nè. Đây nè. Phải cái ba đống này nhiều nè. Làm hết hồn luôn á. Đây nha mọi người. Đây là cái lá thú địch ở quê mình. Đây. Nó dài dài vậy. Hử thì nó rất là thúi luôn mọi người. Đây. Hử nó thúi lắm. Nhưng mà tới mình xay ra mình nấu lên thì nó thơm lắm nha. Bây giờ mình hái mới được. Ủa ở đây đâu có ai ăn gì đâu mà sao có cái okay, mồng tơi vậy ta? Chim ăn. Ồ à, mồng tơi nhiều nè. Cái này mình ruộng lá luôn chứ mình ruộng nguyên nguyên ấy á. Hết lá luôn. Lá già được không? Nè, dạ gì nè. Thôi, dạ nó hư rồi. Dạ nó hơi quá. Hơi quá lứa. Chim ỉa vòng vòng này ớt nhất. Vậy hả? Ôi quá trời, 3 kg mồng tơi luôn nè. Trời, cái đám này sao không hái? Nó nhỏ mà.
nó nhỏ cỡi, nhưng mà nó dễ, nó ngắn là được rồi, nó gần là được rồi. Trời, cái xe gì á, à, mấy xe chạy. Mình với mình ruộng luôn á ta. Mình ruộng. Vậy hả? Mình ăn mình lấy cái cọng không được sao? Này cọng chắc được mà, cái lá bự không à. Nè, nhìn nè chưa? Lá bự không nè. Bứt nó cho nhanh nè. Này cũng dễ bứt ha. Ồ nó thơm. Thơm kiểu thuốc thúi. Khó chịu. Thơm kiểu thuốc thúi. Bởi cái này là ngon nhất nè. Mà không thơm bằng. Có loại khác nữa hả? Có loại màu tím long long. Gọi là lá mơ đó. À. Gọi là lá mơ. Nghe nói thôi chứ không chưa thấy cái đó là sao luôn ta. Tím. Ở quê mình thấy cái này nhiều ha. Cái lá kia thì không biết. Cút đại. Lá này ở quê mình rất là nhiều luôn mọi người. Mình cái này là không có trồng nha, nó tự nó mọc thôi. Nhưng mà rất là nhiều luôn. Đây nè, mọi người thấy không? Lá nhiều lắm. Quàng cây luôn hả? Ừ, quàng cái cây đó xuống nè. Này mình hái nhiều không ta? Nhiều nhiều ha, ăn nó mới thơm thôi. Giống lá bạch đằng thiệt, nó cũng dài dài mà. Lá bạch đằng thì nó hôi. Ăn vô nó đắng rồi thấy. Lá bụi luôn. Nãy giờ thì hai chị em hái có chút xíu rồi mọi người, mà như đây nè. Đó, bây giờ thì như đây thì cũng đủ rồi nha. Bây giờ mình đi về để mình làm bánh. Thôi mình đi về. Mọi người, mình rửa xong mình cắt ra nhỏ như vậy nha. Xong rồi thì mình sẽ bỏ vô cái máy xay nè. Để mình xay, mình lấy nước nha mọi người. Giờ thì mình sẽ xay nha. Mình chế một xíu nước rồi mình xay mọi người. Cho nó dễ. Giờ thì mình sẽ rây với nước, canh nước cho mọi người. Mình là chỉ lấy nước thôi. Thơm nước mũi thiệt. Quá trời thơm. Như nước này chắc đủ hả? Chưa biết, để ngồi coi. Đủ thì đó, đủ thì làm thêm. Nhiều quá nó cũng bị đen. Nước bây giờ mình đã lượt xong mọi người. Đó, mình sập cặn như vậy nha. Sau đó thì mình sẽ lấy cái nước này nè. Mình pha với bột, mình trộn với bột. Bột gạo. Đây là bột gạo nè. Bột này thì 400g mọi người. Bột này bột gì? Năng. Cái này khoảng 100g nha. Mình cho thêm bột năng vào nữa nha. Khoảng 50g là được. Cái này thì mình làm nhà cho nên mình cũng không có đo lượng mọi người. Còn này là bột gạo lọc nè. Mình cho thêm một ít nữa.
Ngủ hết rồi nha. Nuôi được không? Do là nhà mình hết muối bột mọi người cho nên dùng cái cục bóp luôn nè. Mình sẽ cho một xíu muối với lại một xíu đường. Đây là một muỗng nữa nè. Rồi là hai muỗng đường mọi người. Rồi đổ đó vô từ từ cho. Bây giờ thì mình sẽ chế cái nước thứ thịt nè, giờ rồi mình trộn luôn. Mình sẽ đổ từ từ thôi nha mọi người, để không thôi nó bị nhiều thấu á, một tí nó mình nắng không có được á. Ừ, nó thơm. Thơm mùi thuốc thúi. Ờ, thơm mùi thuốc thúi. Mà thử là mắc thử hoài đó. Đúng rồi, thơm kiểu ngộ ha. Bây giờ thì các thao bột của mình á cũng đã nhồi được mịn như vậy rồi mọi người. Giờ mình sẽ để cho bột nghỉ 30 phút nha. Bây giờ thì mình sẽ đi hái lá mít để mình gói luôn nha. Bây giờ mình sẽ cái mình đi hái lá mít đó mọi người. Cái mít này dữ lắm, nó bự luôn, nó cao cho nên mình sẽ phải đi lấy cây thang nè. Ông mình trèo lên nha. Chạy ba đỏ vô kia đi. Lấy cái dao giùm nó chị. Lấy cái dao nó hả? Dao chặt cái nhánh nè. Vô hái. Bẻ luôn á chứ. Trời ơi, nhánh gì gịch xuống rồi. Gị xuống là hái được rồi. Nhánh nhỏ được rồi. Tước cái nhánh nhỏ đó. Ừ. Rồi, nhánh được rồi. Ôi. À, trời, chị đang chuyển mưa á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy lá mít này nè, đem vô nhà để mình lặt nha. Như đây là chắc cũng đủ rồi á. Có chừng té.
hai cái phần nước cốt dừa nó đặt lại nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đen với lại vô bánh nha. Của mình đó mọi người, lâu lắm rồi cũng không có được ăn á. Bánh này làm ra thì nó rất là thơm luôn nha mọi người. Thơm quá à. Mình ăn cùng với nước cốt á, ngon lắm. Cái bánh nó cực kỳ chay luôn mọi người. Thơm luôn. Ai nổi miền Tây á, chắc chắn là sẽ biết món này. Loại bánh này á, làm nó phải dai mới ngon. Bây giờ mình rất cảm ơn mọi người nha. Hồi nãy á, em mình á, còn làm chung nhưng mà mất công chuyện mọi người cho nên đi về nhà. Hôm nay thì ăn một mình luôn. Trời ở ngoài còn hơi 15 tấm mọi người. Cái hộp với nước cốt á, béo. Bánh này thì nó dễ dính lắm mọi người. Mình lỡ cái lá này ra, mình lỡ cái lá này ra là mình phải ăn liền. Thôi là một phần nó dính. Ăn bánh này là nhớ về tuổi thơ. Bây giờ thì mình cũng đã ăn xong mọi người. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người yêu biết kênh thì cho thì xin một like đăng ký kênh nha. Nếu mà có ai biết về những bánh hoặc là những cái món gì lạ, mọi người comment xuống dưới để cho tiện tham khảo, để tiện có thể làm những video đó nha. Bye.